và lớn tiếng tụng kinh này sau khi người bệnh đó mạng chung. Thời dẫu cho từ trước có tội nặng, thậm chí năm tội vô gián, cũng được thoát khỏi hẳn. Thọ sanh nơi nào cũng thường nhớ biết việc đời trước, huống nữa là người thiện nam, người thiện nữ nào tự mình biên chép kinh này, hoặc bảo người biên chép, hoặc tự mình đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát, cho đến bảo người khác đắp vẽ, thì quả báo mà người đó thọ nhận tất được lợi ích lớn. Vì thế Phổ Quảng, nếu thấy có người nào đọc tụng kinh này, cho đến chỉ trong một niệm tán thán kinh này, hoặc tỏ lòng cung kính, thì ông phải dùng 100.000 phương tiện khuyến hóa người đó phát lòng siêng năng, chứ đừng thối thất, thì sẽ được 100.000 vạn ước công đức không thể nghĩ bàn ở hiện tại và vị lai. Lược giảng, trải qua nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm trở nên gầy mòn, lao sái. Sái, tức là suy nhược, lắm bệnh gọi là sái. Ngũ lao thất thương vị chi sái. Bệnh lao thì rất khó trị. Bệnh lao có tới 5 loại và cả 5 thứ bệnh lao này đều không có thuốc gì trị lành được. Bệnh nhân không phải chỉ ốm đau trong 1-2 hôm là khỏi, mà là suốt một thời gian rất lâu dài, đến nỗi thân thể gầy mòn, chẳng còn bao nhiêu sức lực. Chẳng những thế mà trong giấc ngủ kêu gào khổ sở, thảm thiết, không vui. Có nhiều lúc đang ngủ say, bệnh nhân bỗng vùng vẫy la hét, giật mình thức dậy. Đó là vì người bệnh đang bị loài quỷ truy đuổi, đánh đập hoặc bị chúng tóm bắt được. Cho nên trong giấc ngủ người ấy mới gào thét kêu van, và mặt mày lúc nào cũng đượm vẻ buồn rầu ủ rột, không được thanh thản, thảm thiết, tức là có vẻ đau thương như muốn khóc vậy. Tại sao lại như vậy? Đây đều là do nơi nghiệp đạo còn đang luận đối, chưa quyết định là nhẹ hay nặng, nên hoặc là khó chết hoặc là khó lành. Bởi lúc bấy giờ ở địa ngục đang thảo luận xét xử nghiệp tội của bệnh nhân, và còn đang cân nhắc xem những nghiệp tội ấy là nặng hay nhẹ, chứ chưa có phán quyết dứt khoát. Do đó người bệnh tuy rằng chưa chết, song sống mà thoi thóp lầy lắt, chẳng thấy vui vẻ gì cả. Người bệnh cũng tự biết rằng mình đã chót gây ra tội lỗi, tất sẽ có ngày bị đọa địa ngục, nên trong lòng cứ buồn bã không vui. Khó chết nghĩa là muốn chết mà chết không được, cái chết không đến nhanh như ý mình mong đợi. Khó lành tức là cứ ốm đau bệnh hoạn dây dưa, không được thuyên giảm một cách nhanh chóng. Mắt phàm tục của kẻ nam người nữ không thể biện rõ việc đó. Người thế gian cả nam lẫn nữ, bởi chưa đắc thiền nhãn thông, cũng chưa chứng túc mạng thông, nên không hiểu được vì sao bệnh nhân lại ra nông nỗi như thế. Người đời không thể hiểu được, thế thì có biện pháp gì có thể cứu giúp bệnh nhân không? Có chứ. Bấy giờ những người thân thuộc của bệnh nhân chỉ nên đối trước tượng của chư Phật, chư Bồ Tát, lớn tiếng đọc tụng kinh này một biến. Nếu không có tượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì cứ đối trước tượng của Bồ Tát khác mà cất cao giọng tụng kinh Địa Tạng đủ một biến cũng được. Hoặc lấy những vật ưa thích của người bệnh như y phục, đồ quý báu, nhà cửa ruộng vườn, đối trước người bệnh lớn tiếng sướng rằng: chúng con tên đó họ đó xin vì người bệnh này, nêu rõ họ tên của bệnh nhân mà đối trước kinh tượng thí xả những vật này.